Tạng và sau phần lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới ấy. Và thỉnh Pháp Sư và thay mặt đại chúng trong rung con sẽ được thành kính cùng thỉnh Đại Đức cả Pháp Tín Từ Bi Hoan Hỷ lên thuyết giảng. Hôm nay là Chủ nhật ta thuyết giảng về vi diệu Pháp nhập môn cho hàng Phật tử chúng con. Nam Mô Phật Thà nhá. Và con xin được thành kính cùng thỉnh Đại Đức Pháp Tín ạ. Sa thú lần hai. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Kính chào Giọt Mưa, kính chào Thi Lâm, kính chào Phật tử Quá Cả Ná Nhật, kính chào Phật tử Ai Minh, Ai Kêu Em Đó, kính chào Phật tử Cẩm Vân, Trong Phan, Ngò Khát Biên Hòa, Quan Nguyệt, Hồ Kỳ Pháp, kính chào Ngô Lạc Lê, kính chào người Phương Nam, Phật tử Vạn Đông, Phật tử Xuân Mai, Tà Quý, Thi Tiết, kính chào Thường Nghiệp, kính chào Trần Đạo, kính chào toàn thể quý vị. Hôm nay thì chúng ta bắt đầu lại chương trình vi diệu Pháp phần sơ cấp. Chúng tôi đã vắng mặt lớp học hơn 2 tháng, thấm thoát như vậy cũng hơn 2 tháng rồi quý vị. Bây giờ thì chúng ta trở lại với cái phần vi diệu Pháp căn bản. Kỳ trước thì như chúng tôi đã được Phật tử Vạn Đông báo lại là kỳ trước đang học về phần sự kiết chắc và học đến sự động lực, là sự động lực chán quá ná. Vậy thì bây giờ chúng ta còn cái sự na cảnh, và sự tử. Vậy thì trước khi bắt đầu vào cái bài học thì chúng tôi xin được thành tâm lễ bái Tam Bảo một cách tóm tắt. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Bhutan Vavantang Apiwa Demi Sokato Bhagavata Thammo Thammang Namasami Subhatibhano Bhagavato Savakasangho Sankhang Namami Lokasat Nathang Vatamuttama Hang Bhutan Chak Thamman Chak Bhatnamami Sankhang. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt xin thành kính dâng đến Chư Tôn Đức Tăng, và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính trước khi bắt đầu vào cái phần sự tiếp theo là na cảnh và sự tử, cũng nhắc lại ở trong cái phần sự này đó, có nghĩa là nói về cái phần sự của những cái tâm nào làm phận sự gì. Thành ra chúng ta gọi là kiết chắc, có nghĩa là tâm nó có bao nhiêu chức năng, hoặc là tâm nó có mấy phận sự đó. Vậy thì như những kỳ trước chúng tôi đã trình bày sự tục sinh nè, sự hữu phần nè. Tục sinh thì chúng ta có 19 tâm tục sinh. 19 tâm tục sinh, quý vị còn nhớ 19 tâm tục sinh hay không? 19 tâm tục sinh, cái này chúng ta cần phải ghi nhớ nha quý vị. 19 tâm tục sinh, phải không? Phải có 19 tâm tục sinh không? 19 tâm tục sinh. Hai tâm quan sát thọ xả,
hai tâm quan sát thọ xả, rồi hai tâm quan sát thọ xả, tám tâm đại quả, chín tâm quả đáo đại, và xa thủ vị xa thủ Phật tử năng đông. Rồi sự hữu phần, sự hữu phần thì coi như là cũng là tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó cũng làm việc hữu phần. Tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó cũng làm việc hữu phần. Rồi vậy thì chúng ta đã biết rồi, cũng là 19 tâm đó, 19 tâm đó. Rồi kế tiếp nữa là đến cái gì, sự hướng môn, sự hướng môn. Chúng ta sự hướng môn này, sự hướng môn này là tâm nào quý vị? Sự hướng môn là tâm nào, tâm nào làm việc hướng môn, chúng ta nhớ không, chúng ta nhớ tâm nào mà làm việc hướng môn hay không? Dạ, quý vị còn nghe, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, rồi bây giờ đối với tâm, đối với sự hướng môn thì tâm nào làm việc hướng môn quý vị? Chúng ta hôm nay thì trước khi đi vào thì chúng ta có xà thủ tài. Hôm nay đối với Phật tử Năng Đông, chúng tôi rất là quan hệ với Phật tử Năng Đông. Rồi đối với cái sự hướng môn, rồi sự thấy, sự thấy thì dễ rồi, sự thấy nhà sự thấy thì dễ rồi, sự thấy coi như là thấy bằng mắt, thì chỉ có hai tâm nhãn thức thôi, hai tâm nhãn thức. Hai tâm nhãn thức, rồi đối với sự nghe thì hai tâm nhĩ, đối với sự ngửi thì hai tâm tỷ thức. Và có nghĩa là sự nghe, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, rồi đến sự nếm. Sự nếm là hai tâm thiệt thức, chúng ta nếm bằng lưỡi, hai tâm thiệt thức. Rồi đến cái sự đụng, sự đụng thì hai tâm thân thức, hai tâm thân thức sự đụng. Rồi đến đến sự gì nữa quý vị? Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng. Rồi đến sự tiếp thu, hay là tiếp thu hay là tiếp nhận đó, cũng là cái gì, cũng là hai tâm tiếp thu, hai tâm tiếp nhận, hay là hai tâm tiếp thu. Rồi sự quan sát thì chúng ta có mấy tâm? Có ba tâm quan sát: hai tâm quan sát thọ xả, một tâm quan sát thọ hỷ đó. Rồi đến quan sát, rồi đến đến cái gì, đến xác định, đến xác định.
xác định và quan sát là sự xác định khác à, xác định là mới tới đó. Xác định thì thường thường là chúng ta thấy là xác định thì à, thì là do tâm nào, do tâm nào xác định là do tâm hướng ý môn à, do tâm hướng ý môn nha, xác định do tâm hướng ý môn. Tâm hướng ý môn xác định là do tâm hướng ý môn à, làm cái việc đó. Rồi bây giờ đến đến cái gì quý vị, đến động lực cha qua ná nè, đến cái này là à, trước là chúng ta à, đã học rồi. Đối với động lực á, chúng ta nên nhớ cái gì mà nó nhanh và nó mạnh à, cái gì nó vừa nhanh và nó vừa mạnh thành ra gọi là động lực à, vừa nhanh và vừa mạnh nên gọi là động lực là sự động lực cha qua ná kích chắc. Động lực này á, hồi nhà mà lúc trước chúng tôi học á, thì mình mường tượng ra thôi à, mình mường tượng ra như là mình nghe tới động lực là mình thấy cái gì như là nó rất là nặng hay là cái à, nó chủ chốt vậy đó à, nhưng mà sau này á, thì chúng tôi coi một cái vài tài liệu à, thì à, lấy cái nghĩa của cái chữ động lực á, à, là vừa nhanh và vừa mạnh, có nghĩa là chúng ta thấy rằng á, đối với thí dụ như là những cái động lực siêu thế hoặc là động lực thiền tích tắc là chúng ta không thể mà lấy cái thời gian để mà à, chúng ta đo được à, không thể nào mà mình lấy à, cái thời gian để mà mình đo được, thành ra đó à, như vậy á, gọi là động lực. Thì cái động lực này á, cái động lực vừa nhanh vừa mạnh thì nếu mà chúng ta động lực thiện là thì chúng ta à, sanh à, của người của trời là của người của trời à, đến à, cho à, đạo quả à, niết bàn luôn. Còn đối với mà nó thuộc về bất thiện đó à, đối với bất thiện thì sao quý vị, thì coi như là đưa thẳng mình à, xuống à, bốn khổ cảnh là một cách rất là nhanh à, một cách à, rất là nhanh. Vậy thì à, đối với cái tâm mà làm việc động lực đó là coi như là chúng ta có 87 tâm là làm việc động lực, 29 là động lực dục giới nha, chúng ta có 29 động lực dục giới, 18 là động lực đáo đài, 40 tâm siêu thế đó, như vậy thì là đủ 87 tâm. Vậy thì 29 động lực dục giới nè là chúng ta cần phải quan tâm, là 29 động lực dục giới là có nghĩa là 12 tâm bất thiện làm động lực được không? Được. Tâm sinh tiếu làm động lực được không? Được. 8 tâm đại thiện làm động lực được không? Được. 8 tâm đại tố làm động lực được không? Được. Thành ra 29 động lực là dục giới, 29 động lực dục giới là gồm có là 12 bất thiện nè, rồi một sinh tiếu nè là 13, 8 đại thiện là nhiêu là 21, 8 đại tố là 29 nhà 29 đó. 29 tâm này gọi là 29 động lực dục giới. Rồi 18 động lực đáo đại, 18 động lực đáo đại. 18 động lực đáo đại có nghĩa là 9 tâm à, 9 tâm thiện à, đáo đại à, 9 tâm thiện đáo đại và 9 tâm di tác đáo đại thì gom lại là 19 à, động đáo đại à, 40 tâm siêu thế cũng là à, tâm độc lực. 40 tâm siêu thế thì à, chúng ta dễ nhớ rồi à, chúng ta biết rồi 40, 20 đạo 20 quả đó. Đó thì ở trong cái tâm động lực đó thì chúng ta nhớ là cái con số là 87. Rồi chúng ta tìm cách nào đó chúng ta đánh dấu, chúng ta đánh dấu để cho chúng ta nhớ ở trong tâm. Chúng ta nói chung là đối với cái
Đối với cái môn học này đó thì coi như là chúng ta phải ráng làm sao mà chúng ta tìm cái cách nào đó là để chúng ta nhớ, là tìm cái cách nào để mà mình nhớ. Chắc chúng tôi nghĩ rằng là mỗi người có một cái cách tìm nó riêng, là mỗi người có một cái cách đánh dấu tìm nó riêng. Chứ nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta suy tư, chúng ta tìm cái cách thì chúng ta sẽ dễ nhớ. Còn là còn mà mình không chịu suy tư đó, mình không tìm cách đó thì nó rất là khó để mà nó nhớ về những cái tâm này. Theo đối với chúng tôi á, thì do chúng tôi cũng như là thường thường đọc, thường đọc, rồi khi mà đọc được nhiều lần như vậy đó, nhiều lần như vậy á, thì coi như là chúng tôi tự cái cách mình tính ra dần dần, từ từ. Chứ nếu mà nhớ, mà nhớ theo thuộc lòng ấy, thì chúng tôi không, như là không nhớ được. Ví dụ như giờ ai mà hỏi bất chợt mà người ta hỏi chúng tôi á, là những cái tâm động lực là cái tâm nào, thì phải đợi chúng tôi từ từ chúng tôi nhớ là cái tâm động lực là có thể nó cho ra cái quả rất là mạnh, vừa nhanh và vừa mạnh. Thì bắt đầu mình mới tìm 12, 12 tâm bất thiện làm động lực được nè, tâm sinh tiếu cũng làm động lực được nè, rồi tâm đại thiên cũng làm động lực được, còn vị A-la-hán thì sao, tâm đại tố mà cũng làm động lực được đó. Thì chúng tôi phải phải từ từ, từ từ tính, từ từ tìm ra. Chứ nếu mà hỏi chúng tôi trả lời ngay có bao nhiêu tâm động lực thì chắc có lẽ rất khó nhớ, rất là khó nhớ, phải tính từ từ. Thì tính từ từ nó cũng ra thôi đó. Rồi như vậy thì chúng tôi đã ôn quý vị từ cái cái sự thứ nhất cho đến cái sự động lực. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục chúng ta học qua sự na cảnh. Na cảnh tá đa lâm bánh á, tá đa lâm bánh á, ở đây na cảnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là hưởng lại cảnh cũ, nhìn lại, hưởng lại hoặc là nhận biết cảnh cũ, thì như vậy á gọi là na cảnh. Thật sự ra thì cái đối với cái thuật ngữ na cảnh này đó thì rất là khó, rất là để mà chúng ta tìm một cái nghĩa nào mà nó chính xác để làm cho chúng ta dễ hiểu. Hồi lúc trước chúng tôi học thì các ngài dạy là coi như là tá đa lâm bánh á, na cảnh có nghĩa là gì? Có nghĩa là mót lại cảnh cũ, mót lại cảnh cũ. Nhưng mà sau này đó thì chúng tôi tìm thêm thì có một cái từ nó cũng dễ dễ làm cho mình hiểu hơn. Có nghĩa là khi nào mà mình cái tâm nào mà nhận lại cảnh cũ đó, cái tâm nào mà nhận lại cảnh cũ thì cái tâm đó, gọi là na cảnh. Có nghĩa là thí dụ như là những cái tâm động lực mà khi mà khi mà cái lộ trình tâm của mình, khi mà nó nhận một cái cảnh gì đó, cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh nhận xúc gì đó, thì rồi trải qua cái lộ trình tâm thì lúc bấy giờ những cái tâm động lực nó sanh lên. Rồi sau khi tâm động lực nó sanh lên rồi nó diệt đi, rồi đến na cảnh, đến na cảnh thì coi như là cái na cảnh đó đó, cái tâm đó nó đã nhận lại cảnh cũ, cảnh sắc hay cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc gì đó, nó nhận lại cái cảnh cũ đó, thì cái tâm đó chúng ta gọi là na cảnh, hưởng lại cảnh cũ, ta đa lâm bánh á đó. Thì bây giờ thì đối với cái thuật ngữ này nó cũng rất là khó hiểu, nên chúng ta tạm hiểu nhớ ở trong cái ý nghĩa này. Vậy thì đối với na cảnh, thì coi như là có bao nhiêu tâm làm việc na cảnh, có bao nhiêu tâm làm việc na cảnh.
có 11 tâm làm việc na cảnh, 11 tâm làm việc na cảnh, đó là ba tâm quan sát, là ba tâm quan sát và tám tâm, là tám tâm đại quả, là tám tâm đại quả. Tâm mà làm việc na cảnh, là tâm mà làm việc na cảnh thì coi như là có ba tâm quan sát. Ba tâm quan sát thì chúng ta đã biết rồi, hai tâm quan sát thọ xả, một tâm quan sát thọ hỷ và tám tâm đại quả. Tám tâm đại quả nha, đó, tám tâm đại quả là mình khỏi cần đọc ra mình cũng cũng nhớ rồi. 11 tâm này làm việc na cảnh. Ở đây thì chúng tôi cũng nói thêm là tại sao mà 11 tâm này làm việc na cảnh, tại sao mà 11 tâm này làm việc na cảnh. Vì cái khi mà cảnh nó có một cái sức mạnh để mà nó kích động đến cái luồng tâm hữu phần, cái luồng tâm hữu phần đó, thì lúc bấy giờ chính cái loại tâm đó, chính cái loại tâm đó nó sẽ nhận lấy cảnh, chính cái loại tâm đó nó sẽ nhận lấy cảnh, hoặc là một cái quả khác, là một cái tâm quả khác nó cũng thuộc về dạng hữu phần để mà nó sinh lên, để mà nó sanh lên, để mà nó đón nhận cái cảnh đó. Đó thì do cái tâm này nè, nó là thuộc về cái gì, thuộc về tâm hữu phần, thuộc về tâm hữu phần. Thành ra như hồi nãy chúng tôi nói là nó đã qua một lần nhận cảnh rồi, thì lúc bấy giờ nó cũng nhận thêm một lần được nữa, nó cũng nhận thêm một lần nữa đó. Thì bây giờ chỉ có gọn cái là ví dụ như người ta hỏi quý vị là tại sao mà những cái tâm khác nó không có làm việc na cảnh, nó không có làm việc na cảnh, thì chúng ta phải nói rằng là do cái tâm này đó, do nó làm việc hữu phần, do nó liên quan đến cái tâm hữu phần, thành ra nó lúc này nó sẽ làm việc na cảnh được, sẽ làm việc được cái sự na cảnh đó đó. Thì đối với tâm quan sát mà thọ xả thì nó làm việc na cảnh rồi, tại sao mà tâm quan sát thọ hỷ làm việc na cảnh nữa, cũng làm việc na cảnh nữa, thì coi như là cái tâm quan sát thọ hỷ là cũng như là chúng ta thấy rằng là một cái trạng thái cảnh nó tốt hơn, một cái trạng thái cảnh nó tốt hơn. Thành ra nó cũng như là lúc mà chúng ta, thí dụ như chúng ta nghe một cái bài giảng nó bình thường, thì chúng ta cũng có một cái tâm quan sát thọ xả rồi, rồi khi mà chúng ta nghe một cái bài pháp mà nó hay hơn thì chúng ta cũng có tâm quan sát mà nó bây giờ nó vượt hơn thọ xả nữa, là nó thuộc về thọ hỷ nữa, nó thuộc về thọ hỷ, cũng như là tốt rồi, tốt hơn cũng được. Còn nếu mà mình nói mà nó xấu thì nó chỉ có một cái thôi. Ví dụ như mình nói về ở trong cái phần mà gọi là khổ đó, thì mình chỉ chung quy một chữ khổ là mình biết cái trạng thái đó rồi. Nhưng mà nói về tốt đó, thì nó có tốt vừa và cái tốt hơn. Thành ra đó, đối với tâm quan sát thọ xả quả thiền nó cũng làm việc na cảnh được, mà tâm quan sát thọ hỷ quả thiền thì cũng làm việc na cảnh được. Và chúng ta nhớ rằng ở trong đây thì có 10 cái tâm, 10 cái tâm nó thuộc về tục sinh và hữu phần, thành ra nó liên quan như vậy, thành ra nó đều làm việc na cảnh được, nó đều làm việc na cảnh được. Còn đối với cái tâm mà quan sát mà thọ hỷ á, là có nghĩa là do nó nhận cảnh một cách quan hỷ hơn, nó nhận cảnh, nó đón cảnh một cách quan hỷ hơn nữa. Thành ra bây giờ nó nhớ lại cảnh cũ là bình thường, hưởng lại cảnh cũ là bình thường. Đối với mà cái tâm mà quan sát thọ xả còn hưởng lại cảnh cũ được, còn hưởng lại cảnh cũ được, thì đối với quan sát thọ hỷ thì hưởng lại cảnh cũ thì là một cái chuyện bình thường thôi, một cái chuyện bình thường.
cái anh này á, ảnh trung cấp mà ảnh còn làm được thì đừng có nói tới mà đại học mà làm không được, đại học mà làm không được cái điều đó đó. Thành ra cái quan sát thọ xả quả thiện và quan sát thọ hỷ quả thiện là nó là như vậy đó, nó đều làm việc na cảnh được. Cũng giống như là anh ở cấp 2 thì anh cũng làm chuyện na cảnh được, thì tôi ở cấp 3 thì những điều đó tôi cũng trải qua rồi, thì bây giờ tôi cũng cũng làm việc na cảnh được. Cái điều đó là một cái chuyện bình thường, là một cái chuyện bình thường thôi đó. Vậy thì ở trong cái sự na cảnh này á, tất đà lâm bánh á khích chát, chúng ta nhớ cái phần là bao nhiêu tâm làm việc na cảnh. Thì kính thưa quý vị, có 11 tâm để mà làm việc na cảnh. Đó là ba tâm quan sát và tám tâm đại quả làm việc na cảnh, là 11 tâm. Rồi bây giờ thì kế tiếp chúng ta qua cái phần cái sự tử, sự tử là cuối cùng rồi nha, sự tử là cuối cùng rồi. Sự tử ở đây á có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là lúc nào mà chúng ta ra đi nè, chúng ta chết thì gọi là sự tử thôi. Khi nào mà mình ra đi hoặc là mình chết thì lúc đó nó gọi là sự tử, chứ không phải là sư tử đâu. Sự sự tử chu tiết kiếp chắc, chu tiết kiếp chắc có nghĩa là sự tử là lúc ra đi hoặc là chết. Thì đối với cái tâm tử á, khi mà cái sát na tâm mà nó sinh lên cái lần cuối cùng ở trong kiếp sống, thì cái thời điểm đó nó sẽ xuất hiện tâm tử, nên chúng ta gọi là thời tử. Lúc đó nó xuất hiện tâm tử thì lúc đó là chúng ta gọi là thời tử. Cái tâm mà để mà nó làm cái công việc này á là cái tâm nào quý vị? Là cái tâm nào? Chúng ta nhớ một cái câu thiệu, một cái câu thiệu: tâm nào việc tục sinh thì tâm đó sẽ làm việc tử, và đồng thời cũng làm việc khổ phần. Chúng ta nhớ cái câu thiệu này đó, thì nó sẽ mà chúng ta rất là nhiều. Dạ, quý vị nghe rõ âm thanh của chúng tôi hay không? Cái tâm nào làm việc tục sinh thì tâm đó cũng làm việc tử, và cũng làm việc hữu phần, và cũng làm việc hữu phần. Cái này là chúng ta thuộc một cái câu này, chúng ta nhớ được được ba ba cái sự nha, sự tục sinh, sự hữu phần và sự tử. Thì coi như á, cái lúc mà khởi đầu kiếp sống, chúng ta khởi đầu kiếp sống á, thì là coi như là lúc đó là tâm tục sinh, gọi là sự tục sinh. Rồi sau cái tâm tục sinh á, sau tâm tục sinh chỉ có một sát na thôi, thì gọi đó là hữu phần, tâm hữu phần, hoặc là chúng ta gọi là sự hữu phần. Rồi đến cái lúc mà chúng ta chấm dứt cái kiếp sống này nè, chúng ta chấm dứt cái kiếp sống này nè, thì coi như là chúng ta gọi cái đó là thờ tử, hoặc là sự tử đó. Thì nếu mà nói tục sanh bằng tâm nào thì tử bằng tâm đó, và tâm đó cũng làm việc hữu phần. Thì thí dụ như bây giờ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả những người mà đang nghe pháp, tất cả những người mà đang nghe pháp ở trong đây đó, thì chắc có lẽ không đến nỗi là lạc vô nhân đâu, không không đến nỗi là lạc vô nhân. Có nghĩa là không phải là chúng ta, không phải là những người đang nghe pháp này, thì chúng tôi cũng cái sự hy vọng của mình rất là cao, không phải là những người đang nghe pháp mà tục sanh bằng một cái tâm mà
quan sát thọ xả quả thiệt, không phải là tục sanh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả thiệt. Có nghĩa là không phải là mình tục sanh bằng là cái hạng người mà hạng người lạc vô nhân đâu. Chúng tôi cái hy vọng này rất là cao. Tại vì sao quý vị? Cái người lạc vô nhân thì thật sự ra nó khó lắm quý vị. Quý vị, chúng tôi thấy có những người cha mẹ đó, mà người ta có cái người con vậy đó, người ta dẫn đi chùa là một cái sự khó khăn. Dẫn đi chùa nhiều khi người ta phải ngồi, người ta nắm lại, người ta nắm cái người con nó lại, hoặc là cũng như là nói chung là người ta kìm kẹp của người con nó lại dữ lắm, thì cái người đó nó mới ngồi yên được tí xíu thôi, ngồi yên được tí xíu thôi. Thì đó là giữa cái hội chúng đông người nó có một cái niềm vui mà người ngồi được một chút xíu. Còn nếu mà huống chi mà bây giờ mà ngồi ngoài sau cái màn hình, ngồi ngoài sau cái màn hình thì làm sao mà cái người lạc vô nhân người ta ngồi được quý vị? Có nghĩa là người ta bị phóng tâm, người ta không có tập trung được, bị phóng tâm, nói chung là cái tâm nó quá yếu. Mình á, mình tục sân á, mà bằng tâm quan sát thọ xả quả thiện á, là coi như là cái tâm của mình nó yếu lắm quý vị, nó yếu lắm. Thành ra cái sức tập trung của mình không có, cái sức tập trung của chúng ta, của cái người lạc không có. Thành ra quý vị thấy rằng cái người lạc môn nhân người ta đâu có làm cái gì được, người ta đâu có làm cái gì được. Người ta đối với ngành nghề người ta cũng làm không được, ngành nghề người ta làm cũng không được. Thì cái điều này chúng ta học ở trong diệu pháp thì chúng ta học nhiều quá, chúng ta mới bắt gặp là tại sao. Tại vì cái tâm quá yếu, cái tâm cái tâm quan sát mà thọ xả quả thiện cái tâm nó quá yếu đi. Thành ra bây giờ mà những cái thiện nghiệp ở trong quá khứ của mình nó ít quá, thành ra bây giờ mình muốn tập trung nó rất khó. Chính vì căn cứ vào những cái điều này, chúng tôi mới nghĩ rằng là những người mà đang ngồi trong đây mà lắng nghe pháp, mình đang ngồi mà mình lắng nghe pháp thì không thể nào là cái người lạc vô nhân được. Thành ra chúng tôi hy vọng rằng là chúng ta là cái người mà tục sanh bằng một trong bảy tâm đại quả, một trong bảy tâm đại quả thôi chứ không có tới tám. Bằng một trong bảy tâm đại quả. Tại vì sao mà chúng tôi không hy vọng rằng mình tục sanh bằng một trong tám tâm đại quả, quý vị? Tại sao vậy? Tại vì nếu mà chúng ta đó, chúng ta mà tục sanh bằng cái tâm đại quả thứ nhất, tâm đại quả thọ hỷ, tâm đại quả thọ hỷ vô trợ đó, hợp trí vô trợ đó, thì chúng ta rất là nhạy, quý vị. Nếu mà cái người nào á mà tục sanh bằng cái tâm đại quả thứ nhất á, tâm đại quả thọ hỷ mà hợp trí vô trợ đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là coi như là cái người này cái trí rất là nhạy. Còn ngày hôm nay thì chúng ta học trước quên sau, học sau quên trước. Chúng tôi nghĩ rằng quý vị đừng buồn, với đối với bản thân của chúng tôi cũng không nghĩ là mình được tục sanh mà mình tục sanh bằng tâm đại quả mà thọ hỷ hợp trí vô trợ đâu. Chúng tôi cũng, đối với bản thân của chúng tôi cũng không có nghĩ đến cái chuyện đó đâu. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng rất là khó khăn đó. Thì trở lại cái vấn đề mà cái sự tử này đó, có nghĩa là thí dụ như bây giờ mình tục sanh bằng lúc mà chúng ta đó tái sanh vô cái bào thai của người mẹ đó, thí dụ như bằng cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí mà hữu trợ đi, hợp trí hữu trợ đi, thì chúng ta tục sanh bằng cái tâm đại quả đó, thì cái tâm đại quả đó thì chúng ta gọi là nó cũng vừa làm việc gì, nó vừa làm việc tục sinh, rồi nó cũng vừa làm hữu phần, có nghĩa là hộ kiếp đó, mà tục sinh hộ kiếp đó, là hộ trì cái kiếp sống đó đó. Rồi mai mốt đó, đến cái thờ mà chúng ta tử là chúng ta cũng tử bằng cái tâm đó, chúng ta cũng tử bằng cái tâm đó. Rồi nếu nếu mà ở trong cái đời sống sau á, khi mà chúng ta tục sinh
mà chúng ta cũng được tục sinh bằng một cái tâm đại quả thọ hỷ hợp trí mà hỗ trợ luôn, thì chúng ta thấy rằng hai tâm này nó giống nhau phải không? Nhưng mà không phải là cái, cũng chính cái tâm, không phải là chính cái tâm này mà nó cũng chạy vô cái bào thai khác đó, một cái bào thai mới đâu nha, không phải đâu nha quý vị. Thì lúc đó đó là chúng ta, thí dụ như là cái lúc mà thời cận tử của chúng ta, chúng ta nhớ lại một cái điều thiện, lúc đó chúng ta nhớ một cái điều thiện gì đó mà chúng ta rất là hoan hỷ, là chúng ta rất là hoan hỷ với cái điều thiện đó, thì đối với cái cảnh thiện đó đó là nó cho chúng ta sanh lên cái, chúng ta nhớ bằng một cái tâm đại thiện đó, là một cái tâm đại thiện đó, thành ra nó sanh ra cái quả mới cho chúng ta, là sanh ra cái quả mới cho chúng ta để cho chúng ta nhảy vô cái bào thai khác, là để cho chúng ta nhảy vô cái bào thai khác. Chứ có ở đây có nhiều người, người ta cứ nghĩ lầm, ví dụ như người ta thấy cái tục sanh đó rồi đời sau cũng nghe tục sanh bằng cái tâm đó, thì người ta tưởng là cái tâm cũ này nó chạy vô cái bào thai mới, cái như là người ta nói những gì bình cũ rượu mớ bình cũ gì đó. Có lần chúng tôi nghe những người ta bàn bạc, chúng tôi nhức đầu với mấy cái vụ mà bình cũ rượu mớ bình cũ gì đó, thành ra nhưng mà khi mà người ta bàn, chúng tôi nghe nó chật lắc hết. Bây giờ chúng tôi nhắc lại, thí dụ như là ở trong cái kiếp sống này mình tục sanh bằng một cái tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí mà hỗ trợ đi, rồi sau cái kiếp sống này là mình tử phải không, mình tử ở trong cái kiếp sống này, rồi mình vô cái bào thai khác, thì cũng là cái cũng là một, thí dụ như mình lúc đó mình tục sanh cũng là một cái tâm mà thọ hỷ alo không tôi không uống tốt được, tôi đang bị viêm họng anh, bây giờ tôi đang giảng bài chút nữa xong nha. Dạ, xin lỗi quý vị. Ở đây thì chúng tôi đang nhấn mạnh cái chỗ này. Có nhiều người, người ta cứ hiểu lầm những cái tâm mà tục sanh nó giống nhau. Thì nếu mà chúng ta tử bằng cái tâm đại quả mà họ hỷ hợp trí mà hỗ trợ đi, mà nếu mà lúc mà chúng ta tục sanh cũng bằng một cái tâm được gọi là tâm đại quả mà thọ hỷ hợp trí mà hỗ trợ, nó cũng giống nhau, nhưng mà cái này nó khác, cái này nó khác, có nghĩa là lúc đó cái tâm tử của mình nó đã diệt rồi, có nghĩa là nó tan rồi, nó không còn nữa. Rồi lúc mà cận tử của chúng ta đó, là chúng ta mới nhớ lại cái điều làm thiện nào đó, một cái quái gọi là cực thiện luôn, thành ra lúc đó đó cái tâm đại thiện của mình nó sanh lên, thì cái tâm đại thiện mình nó sanh lên đó, thì lúc đó, đó nó mới cho mình là cái tâm quả, là cái đại quả đó, là cái đại quả mà thọ hỷ mà hợp trí hỗ trợ đó, là cái tâm lúc đó chúng ta tục sanh bằng cái tâm đó. Thì hai cái tâm mà chúng tôi đang nói ở trong cái kiếp sống cũ và cái kiếp sống mới đó, nó cùng một cái tên giống nhau, nhưng mà nó là những cái hành động khác nhau, những cái phương thức trổ quả khác nhau, để mà nó cho chúng ta có một cái đời sống mới đó. Thì đối với khi mà mình phải hiểu được cái điều này, chứ không thôi là chúng ta sẽ bị rơi vào thường kiến. Cũng như thí dụ như bây giờ, nãy giờ mà quý vị nghe pháp, quý vị nghe chúng tôi trình bày, mà tâm quý vị có hoan hỷ, cái tâm đại thiện của cái tâm quý vị hoan hỷ, cái tâm đại thiện nó sanh lên như vậy đó, tâm đại thiện nó sanh lên như vậy,
Nhưng mà khi mà cái tâm nào nó sanh lên rồi nó sanh trụ diệt là nó hết là nó diệt rồi tâm khác nó sanh lên, thì cũng cùng một lúc là quý vị đang nghe trong một cái sự mà điều quan hỷ hết, là điều quan hỷ với một cái tâm thiện nó sanh lên, nhưng mà không phải là một cái tâm đại thiện thọ hỷ mà nãy giờ nó sanh lên nó dài dài vậy không đâu. Có nghĩa là tâm này nó sanh lên rồi nó diệt, rồi tâm khác nó sanh lên rồi nó diệt, nhưng mà nó không gián đoạn, nó không gián đoạn. Cũng như cái sự nghe này của quý vị nãy giờ cũng vậy, cái sự nghe này của quý vị nãy giờ cũng vậy. Quý vị nghe như vậy, quý vị tưởng là một cái tâm, ví dụ như một cái tâm nhĩ thức thọ xả quả thiện đi, quý vị tưởng là nãy giờ là có một cái tâm đó nó sanh lên nghe từ đầu tới cuối đến bây giờ, nhưng mà không phải quý vị. Cái tâm tâm nhĩ thức thọ xả quả thiền nó sanh lên rồi hết cái phận sự của nó rồi nó diệt đi, rồi đến cái tâm khác nó sanh lên, rồi hết cái lộ trình đó rồi tới cái lộ trình mới, lộ trình mới nó sanh lên. Nhưng mà do sao quý vị? Do trong một khải móng tay có triệu triệu sát na sanh diệt, lúc đó mình nhận thức không kịp, lúc đó chúng ta nhận thức không kịp, chứ không phải là chỉ có một cái tâm nó sanh lên trong suốt quá trình chúng ta nghe. Thành ra đó, chúng ta học cái sự này đó để chi? Để cho chúng ta biết rằng là cái tâm nào nó làm được cái phận sự nào, cái tâm nào nó làm được cái phận sự nào, nhưng mà nó vừa xong cái phận sự nó là nó phải diệt, để chi? Để cho cái tâm khác nó xuất hiện, cái tâm khác nó xuất hiện. Ví dụ như đối với những cái sự này cũng vậy, những cái sự này cũng vậy. Ví dụ như nói về cái sự mà hữu phần đi, là có nghĩa là cái hộ phần, cái hộ truyền kiếp sống, cái hộ kiếp đó, thì ở trong cái lộ tục sinh á, thì cái hữu phần, cái tâm hữu phần á, nó sẽ xuất hiện ở đâu? Ở giữa sự tục sinh và hướng y môn. Nhưng mà nếu mà ở trong cái lộ ý á, mà nói với cái lộ ngũ mà có nga cảnh rồi đó, thì nó lại khác nữa. Thì nó sẽ hữu phần này nó sẽ xuất hiện ở giữa nga cảnh và sự hướng môn đó. Thì ở đây chúng tôi nói ra những cái điều này thì nó hơi chi tiết, nó hơi chi li chút xíu, nhưng mà ý của chúng tôi muốn nói ra là để cho quý vị biết rằng là mỗi tâm nó sanh lên nó đảm nhận một sự đó. Hãy mà nó vừa nhận cái sự mà thí dụ như là khai môn, khai mở cái ngõ đó, rồi xong rồi đến là tiếp thâu quan sát, là coi như là qua tới tiếp thâu quan sát là cái tâm mà khai mở đó là nó đã diệt rồi, nó đã diệt rồi, chứ không phải là nó còn liên tục. Thành ra chính vì chúng ta học những cái bài học này đó, thì chúng ta mới biết rằng là cái sự vô thường nó sanh lên, cái sự mà nó sanh rồi nó diệt thì mới gọi là vô thường, mà vô thường ở trong từng sát na luôn, ở trong từng sát na, chứ không phải là chúng ta chờ đến một lúc nào đó, một cái lúc nào đó chúng ta từ trẻ mà chúng ta thấy mà bây giờ tóc mình bạc, da mình nhăn, thì mình mới nghĩ rằng là đó là cái sự vô thường. Nhưng mà cái sự thay đổi từng sát na, cái sự thay đổi từng sát na nó nhanh đến nỗi mà chúng ta không kịp nhận định, chúng ta không kịp nhận định cái sự nhanh đó. Thành ra đó, đối với cái môn này đó thì chúng tôi nghĩ không biết quý vị như thế nào, chỉ đối với chúng tôi mỗi lần mà chúng tôi coi đi coi lại thì càng coi nó càng quan hỷ quý vị, càng coi nó càng quan hỷ. Bởi vì chúng tôi chỉ mong bây giờ đó, là quý vị biết rằng là chúng tôi chỉ mong rằng nó sao mà nó tốt, nó sáng, nó tốt, nó sáng, mình mới đọc được sách nhiều. Trong mới có thời gian mấy tháng nay, chúng tôi phát hiện là cái mắt của chúng tôi càng ngày nó càng mờ. Bây giờ mình mới cảm thấy rất là hối tiếc. Bây giờ mình cảm thấy rất là hối tiếc.
ở trong cái lúc mà mình cái sức khỏe của cái con mắt của mình lúc đó mình không chịu nhét nhiều cuốn vô. Bây giờ thì mình mới nhận ra là coi như là giống như là mình đang chạy đua với cái sức khỏe của con mắt. Thành ra nó bây giờ chúng tôi mới nhớ lại hồi lúc trước sư trưởng ngài Giác Chánh cũng vậy. Ngày có nhiều đêm chúng tôi ngó lên, chúng tôi gặp ngài còn coi sắt, ngài còn coi sắt, ngài còn đeo kiếm, ngài coi sắt. Chúng tôi nghĩ rằng là sao không để ngày mai coi, làm gì mà gấp gáp như vậy. Thì bây giờ mình mới biết rằng là lúc đó các ngài tranh thủ, cái ngày tranh thủ, cái ngày biết rằng là cái con mắt nó càng mờ, nó càng ngày nó càng mờ, thành ra các ngài tranh thủ để mà các ngài coi hoặc là các ngài biết. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với ngài Giác Chánh, hòa thượng của chúng tôi đó, thì ngài coi sách rất là nhanh. Là mọi một cái cuốn sách nào mà quý vị đưa cho ngài coi, nó là coi như là ngài coi rất là lạnh, một cái quyển sách đó trong một cái thời gian ngắn là hết một quyển sách. Còn chúng ta nó là tại sao, như mà hồi nãy chúng tôi nói đó, mình có nghĩa là mình chắc là tục sanh bằng cái tâm mà đại quả, mà nó hỗ trợ, nó có cái sự trợ giúp. Có nghĩa là mình coi tới cái khúc đó, bây giờ mình nói về 29 động lực dục giới đi, rồi là lúc đó mình ngưng, bắt đầu mình ngưng nha, mình phải mình đi tìm, không biết 29 động lực dục giới nó là cái tâm nào đây, sau hồi bữa học rồi mà nó quên rồi đó. Thành ra mình mất thời gian, mình mất thời gian để mà mình tìm lại, mình mất thời gian mình để mình tìm lại. Còn ngài coi tới đó là ngài biết 29 động lực dục giới gồm có tâm nào rồi, thì ngài đọc tiếp tục, ngài sẽ đọc qua tiếp tục lại. Ngài không có cần phải coi như mình, ngài không cần phải coi như mình, từ 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 như vậy đó. Thành ra ngài đọc rất là nhanh. Thì bây giờ thì quý vị biết rằng chúng tôi nhớ lại những hình ảnh của các ngài, thành ra mình mới cảm thấy bắt đầu mình quý, mình rất là quý cái sức khỏe của cái con mắt, hoặc là nói chung là cái cơ thể của mình. Mình làm được nhiều cái thiện sự. Vậy thì kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi chỉ trình bày cho quý vị nghe về hai cái sự cuối cùng, hai cái sự cuối cùng, đó là sự cảnh và sự tử, sự na cảnh và sự tử. Thì vậy thì chúng ta đã xong được cái phần sự rồi. Kỳ sau chúng ta sẽ học, về môn, về môn. Mà bây giờ cái phần sự 14 sự chúng ta đã xong rồi. Chúng tôi cũng chúc mừng quý vị. Mình đi từ từ, nhưng mà cuối cùng mình cũng cũng được một cũng cũng nhiều rồi quý vị, một đoạn cũng nhiều rồi. Sự tục sinh, sự một hữu phần, sự hậu truyền kiếp sống đó, sự hướng môn, sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự đụng, tiếp nhận, quan sát, đoán định, động lực, na cảnh, cuối cùng là sự tử. Vậy thì bài học ngày hôm nay đến đây chúng tôi xin được chấm dứt. Căn bản này nói như chưa có gần xong đâu, còn lâu lắm, trời ơi, còn lâu lắm, còn dài lắm mới vậy. Còn dài dài đằng đẵng luôn đó. Học chúng tôi bảo đảm học không bao giờ hết, chỉ có một là chúng tôi nghỉ, hai là quý vị nghỉ thôi, chứ không bao giờ hết. Nói sơ cấp này, chứ sơ cấp này thì chúng tôi muốn trình bày đến quý vị từ từ vậy thôi, từ từ vậy thôi, chứ nếu mình đi nhanh quá nó giống như là mình đọc thiệu ra thôi, nó cũng rất là ổn nha quý vị. Rồi bây giờ thì dù gì chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe cũng là công đức, tâm quý vị nghe một cách cung kính thì cũng là một cái công đức, giữa cái người thuyết giảng và cái người nghe pháp. Dù sao thì nếu mà cả hai đều có cái tâm cung kính hết thì đều là cái phước báo đồng đều nhau cả thảy. Do vậy xin thành tâm dâng cái phước này đến chư tôn đức tăng, chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, và cũng xin hồi hướng lúc phút này đến tất cả các vị chư thiên, nhất là chư thiên vua trời, nhất thích chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì Phật pháp, các vị chư thiên xung quanh,
nơi chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Luôn cả các vị Long Vương càng các bà Na Uy Atula, những chúng sanh già so, những chúng sanh phước mặt phước mài, các vị chư thiên chúa dương dương, xin các ngài hãy hoan hỷ nhận lãnh phần phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Tha Đa. Dạ, sa thú kính kính cảm ơn đại đức Pháp Tấn đại ngàn ba pháp. Ngày hôm nay cho chúng con được hiểu rõ để cố gắng học hiểu theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân đại đức và sư Đạo Minh Hạnh Bảo Quang Đa Kha Rơ Râm. Kính thỉnh đại đức Pháp Tấn tiếp tục cho râm được trọn vẹn phước báo và kính dân đức đến sư. Vavatu sabba mangalang rakandu sabba devata sabba bhutana vavayana sara sotti vavantu te vavatu sabba mangalang rakandu sabba devata sabba dhamma vavayana sara sotti vavantu te vavatu sabba mangalang rakandu sabba devata sabba sangha Lupa quay na sa da sot ti phạt hoàn tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh đại đức Thích Tấn cùng chư tăng đức đã vào vinh chứng minh cho chúng con được họ trì duy.